Hoàng Anh xin kính chào và cảm ơn quý vị đến với kênh Culture Channel Kênh mang đến những tin tức cập nhật mới nhất về Canada và thế giới do tạp chí Culture thực hiện là tờ tạp chí văn hóa đời sống Anh Việt đầu tiên tại Canada Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin trưa thứ 6 ngày 2 tháng 2 với những tin tức đáng chú ý mở đầu với phần tin Canada Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày Groundhog Day Báo hiệu là mùa xuân sẽ đến sớm với Bắc Mỹ Vì sáng sớm hôm nay, các chú chuột chuỗi Groundhogs là những nhà dự báo thời tiết nổi tiếng ở ba tỉnh bang đều nhất trí dự đoán là mùa xuân sẽ đến sớm. Chú Groundhog Wyatt Woolley của tỉnh Ontario, chú Sabanakadi Sam của Nova Scotia và Fred Lamamot của tỉnh bang Quebec đều được cho là khi mà nó bước ra khỏi hang, đã không nhìn thấy bóng của chúng. Theo văn hóa dân gian hàng thế kỷ, đó là tin tốt cho những người Canada mà mệt mỏi với thời tiết mùa đông vì đó báo hiệu là mùa xuân sẽ đến sớm tại Canada. Còn Groundhog Huyền thoại Punxsutawney Phil ở Pennsylvania, Hoa Kỳ cũng đã không nhìn thấy bóng của mình báo trước một mùa xuân sắp đến cho Bắc Mỹ. Các nhà văn học dân gian cho rằng nghi lễ ngày Groundhog Day vào ngày 2 tháng 2 liên quan đến ngày này nằm ở giữa ngày Đông chí và ngày Xuân phân. Gấu mèo raccoon đã gây mất điện ở downtown Toronto khoảng 7.000 khách hàng đã bị ảnh hưởng. Hàng ngàn khách hàng của Toronto Hydro đã bị mất điện vào tối thứ Năm hôm qua do một con gấu mèo Raccoon tiếp xúc với thiết bị Hydro One tại một nhà ga ở trung tâm thành phố. Theo Toronto Hydro, vụ mất điện bắt đầu vào khoảng 7 giờ 40 tối nhưng toàn bộ điện đã được khôi phục vào khoảng 10 giờ 20 tối. Đỉnh điểm vào khoảng 9 giờ 30 tối, khoảng 7.000 khách hàng của Toronto Hydro đã bị ảnh hưởng bởi vụ mất điện. Vụ việc ảnh hưởng đến khách hàng sinh sống xung quanh các khu vực từ đường St. Clair Avenue West đến đường Gerard Street West và từ đường Avenue Broad đến đường Don Valley Parkway. Sở cứu hỏa Toronto đã ứng phó với các cuộc giải cứu bị kẹt trong thang máy ở khoảng 7 tòa nhà, không có thương tích nào được báo cáo. Hiện vẫn chưa rõ tình trạng của con gấu mèo phá phát này. Báo cáo của cơ quan tình báo CSIS cho biết mạng lưới can thiệp nước ngoài đã ăn sâu vào chính trị Canada. Theo một báo cáo của cơ quan tình báo an ninh Canada CSIS, được công bố theo đạo luật tiếp cận thông tin các mạng lưới can thiệp của nước ngoài đã ăn sâu vào nền chính trị canada và hoạt động ở mọi cấp chính quyền sự can thiệp của nước ngoài foreign interference gọi tắt là fi không giống như hoạt động ngoại giao truyền thống nó được sử dụng một cách bí mật và mang tính lừa dối để ảnh hưởng đến quá trình đưa ra chính sách của canada cùng với các câu chuyện công cộng và xã hội dân sự theo báo cáo Mạng lưới FI can thiệp của nước ngoài đang hoạt động trên khắp Canada và ở tất cả các cấp chính quyền. Nhiều mạng lưới trong số này đã ăn sâu vào cơ cấu chính trị và xã hội của Canada. Một ủy ban điều tra do chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau yêu cầu đã được tiến hành tại Ottawa vào thứ hai. Ủy ban hiện đang xem xét sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử liên bang năm 2019 và 2021 của Canada. Báo cáo của CSIS cho biết các mục tiêu của can thiệp nước ngoài bao gồm các nhóm cộng đồng người hải ngoại các cơ quan truyền thông và chính quyền liên bang tỉnh thành phố và bản địa cũng như là các khía cạnh khác nhau của xã hội dân sự canada báo cáo cho biết thêm là giai đoạn bầu cử là rất quan trọng đối với các hoạt động của các nhóm fi can thiệp nước ngoài các cuộc bầu cử được các chính phủ ở nước ngoài coi là cửa sổ cơ hội muốn ảnh hưởng hoặc làm thay đổi kết quả bầu cử nhưng bầu cử không phải là điểm yếu duy nhất đối với một số quốc gia nước ngoài các hoạt động fi là một phần trong hành vi thông thường của họ và chúng luôn hoạt động trong khi cơ quan an ninh csis cho biết rằng họ đang thực hiện những nỗ lực tích cực để chống lại sự can thiệp của nước ngoài họ cũng cho biết các đảng phái chính trị cũng cần phải góp sức để xây dựng khả năng phục hồi của riêng mình trước vấn đề này nhiều nội dung của báo cáo đã bị bôi đen không có quốc gia nào được nêu tên trong các phần được công bố nhưng các tài liệu khác đã nêu tên của Trung Quốc và Ấn Độ là những mối đe dọa hàng đầu. Thủ tướng Trudeau đã lên án gọi chủ nghĩa bài Hồi giáo không có chỗ đứng ở Canada. Thủ tướng Justin Trudeau vào hôm thứ Năm đã lên án vụ tấn công nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Mississauga, tỉnh bang Ontario, nơi mà vụ việc được cho là do tội ác câm thù và những người ủng hộ nhân quyền mô tả là sự gia tăng tinh thần bài Hồi giáo. Cảnh sát cho biết một người nào đó đã ném hai tảng đá qua cửa sổ của một nhà thờ Hồi giáo ở Mississauga vào hôm Chủ nhật, và may mắn là không có thương tích nào được báo cáo. Vụ việc xảy ra trước ngày tưởng niệm vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Quebec mà đã khiến cho sáu người thiệt mạng vào năm 2017. Kỳ thị Hồi giáo không có chỗ trong bất kỳ cộng đồng nào của chúng tôi, Thủ tướng Trudeau nói trên nền tảng X trước đây là Twitter. Ông nói cuộc tấn công nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo ở Mississauga vào đầu tuần này vào ngày tưởng niệm quốc gia về cuộc tấn công và hành động chống lại chủ nghĩa bài Hồi giáo ở thành phố Quebec, là hèn nhát, đáng lo ngại và không thể chấp nhận được. Tôi lên án nó bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể. Hội đồng Hồi giáo Quốc gia Canada cho biết vụ tấn công là một phần của sự gia tăng đáng báo động về sự căm ghét người Hồi giáo trên khắp đất nước. Vào tháng 11, chính quyền Toronto cho biết số tội ác chống lại do Thái và chống Hồi giáo ở thành phố lớn nhất Canada này đã tăng vọt kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Gaza. Tống tiền và xả súng nhắm vào các doanh nghiệp Nam Á trên khắp Canada Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Nam Á trên khắp Canada đang báo cáo các nỗ lực tống tiền đã trở nên bạo lực. Đầu tiên là họ nhận được một cuộc gọi điện thoại hoặc là tin nhắn, thường yêu cầu một triệu đô la. Sau đó, trong một số trường hợp, vụ việc đã trở thành bạo lực súng đạn những nỗ lực này có thể liên quan đến một hoạt động tống tiền quốc tế có tổ chức. Cảnh sát trưởng Nishan Darayapa, phía Tây của Toronto thuộc vùng Peel, cho biết ít nhất 20 công ty đã báo cáo nhận được cuộc gọi hoặc là tin nhắn tống tiền. Sáu trong số đó đã bị bắn sau khi từ chối trả tiền. Cảnh sát trưởng Dorayapa cho biết, để có xu hướng đáng chú ý như vậy ở cấp quốc gia, cần phải có mức độ tinh tế cao. Ông thừa nhận các nhà điều tra đang khám phá khả năng tội phạm có tổ chức bên ngoài Canada có thể đứng đằng sau những vụ tống tiền này. Những nỗ lực tống tiền bạo lực, tương tự một cách kỳ lạ cũng đã được báo cáo ở Surrey của tỉnh BC, khiến cho thị trưởng của cả Surrey và Brampton của Ontario phải viết một lá thư chung kêu gọi Bộ trưởng An toàn Công cộng Liên bang bắt đầu ưu tiên nỗ lực phối hợp trên cả nước để chấm dứt bạo lực. Vào đầu tháng 12, một đại lý xe hơi sang trọng, Nawab Motors ở thành phố Brampton của tỉnh Ontario, đã nhận được một cuộc gọi điện thoại đe dọa tống tiền vài ngày sau đó những kẻ mang theo vũ khí đã đến đại lý này vào sáng sớm và ghi lại đoạn video chúng bắn nhiều phát đạn vào cơ sở kinh doanh và chỉ mới vài ngày trước các tay súng đã đến cửa hàng lần thứ hai chỉ vào và lại nổ súng vào cơ sở kinh doanh này đoạn video sau đó được đăng tải trên tài khoản tiktok với tên là harry jatta một thủ lĩnh băng đảng nổi tiếng ở ấn độ nơi ông ta đã bị buộc tội tống tiền và Jinder Singh, giám đốc bán hàng của Nowak Motors, cảnh báo Nếu bạn đang phát triển doanh nghiệp của mình, hãy rất cẩn thận vì những người này sẽ tìm đến bạn. Ông Singh cho biết ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đến chỗ làm mỗi ngày. Ông phải trả các hóa đơn. Và trong khi chia sẻ rằng, nhiều người trong cộng đồng doanh nhân Nam Á đang không còn cảm thấy an toàn nữa. Ông phải đến quản lý một đại lý mà ông cần phải điều hành. Để bảo vệ nhân viên và khách hàng, Nowak Motors... Đã lắp đặt các tấm thép phía sau mỗi cửa sổ để ngăn chặn bất kỳ đạn bắn nào từ bên ngoài. Người chủ của đại lý này nói, ông đã rời khỏi đất nước và đang nghĩ đến việc rút đầu tư kinh doanh của mình khỏi Canada. Canada chuẩn bị cho làn sóng phá sản doanh nghiệp. Hàng ngàn doanh nghiệp nhỏ ở Canada đối mặt với nguy cơ phá sản sau khi chính phủ chấm dứt hỗ trợ thời kỳ đại dịch vào tháng trước. Với nền kinh tế đang chậm lại vào thời điểm mà lãi suất cao, các công ty nhỏ tuyển dụng ít hơn 100 người rất quan trọng đối với nền kinh tế Canada vì họ cung cấp việc làm cho gần 2 phần 3 trong số 12 triệu lao động tư nhân của đất nước. Các nhóm vận động hành lang và các nhà kinh tế cảnh báo rằng tỷ lệ phá sản tăng đột biến, tăng 38% trong 11 tháng đầu năm 2023 sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Vào tháng trước, các doanh nghiệp nhỏ phải đối mặt với thời hạn hoàn trả các khoản vay không lãi suất trị giá 60.000 đô la Canada được cung cấp cho mỗi doanh nghiệp trong thời kỳ đại dịch. Bộ trưởng Tài chính Christia Freeland hôm 29 tháng 1 cho biết, trong số 900.000 người đã nhận được sự hỗ trợ của chính phủ, một phần năm vẫn chưa trả được các khoản vay của họ. Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Canada CFIB là một nhóm vận động hành lang cho các doanh nghiệp nhỏ ước tính một phần tư đã trễ thời hạn. Theo dữ liệu chính thức mới nhất, có khoảng 1,2 triệu doanh nghiệp nhỏ có nhân viên ở Canada vào năm 2021 và đóng góp hơn 1 phần 3 vào tổng sản phẩm quốc nội GDP của đất nước. Trong số những người đã trả nợ, CFIB ước tính có khoảng 225.000 người đã vay ngân hàng để trả nợ vào thời điểm mà lãi suất trong nước đang ở mức cao nhất trong 22 năm. Những người không vay được nhưng trễ hạn phải trả đều đặn trong 2 năm với lãi suất là 5% một năm Hội đồng Hội nghị Canada gọi tắt là CBC là một tổ chức tư vấn độc lập, dự báo rằng chi tiêu của người tiêu dùng vào năm 2024 tính trên cơ sở bình quân đầu người dự kiến sẽ giảm hơn nữa so với những gì đã thấy vào năm ngoái. CBC ước tính lợi nhuận doanh nghiệp quý đầu tiên giảm gần một nửa xuống còn 104,5 tỷ đô la Canada so với một năm trước và thời gian còn lại của năm cũng sẽ yếu hơn so với năm 2023 khi các công ty phải chịu chi phí cao hơn và doanh thu giảm. Nhà kinh tế trưởng Pedro Antun của CBC cho rằng, khi sự hỗ trợ của chính phủ giảm dần, các doanh nghiệp nhỏ sẽ là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Sau đây là những phúc lợi liên bang sẽ được thanh toán vào tháng 2 và bạn có thể nhận được hàng trăm đô la. Một số khoản thanh toán hàng tháng từ phúc lợi liên bang sẽ được chuyển tới người dân Canada trên khắp đất nước vào tháng 2 vì vậy, bạn có thể nhận được hàng trăm đô la vào tài khoản ngân hàng của mình từ chính phủ trong tháng này. Số tiền đó bao gồm dành cho trợ cấp trẻ em Canada, kế hoạch hưu trí Canada, vân vân. Và sau đây là những lợi ích sẽ được chi trả trong tháng này, ngày thanh toán cũng như là số tiền bạn có thể nhận được. Trước tiên là kế hoạch hưu trí Canada. Kế hoạch hưu trí Canada, Canada Pension Plan gọi tắt là CPP, là phúc lợi chịu thuế hàng tháng thay thế một phần thu nhập của bạn khi bạn nghỉ hưu nếu đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được tiền hưu trí CPP cho đến hết đời. Để đủ điều kiện tham gia chương trình CPP, thì bạn phải ít nhất là 60 tuổi, đã có ít nhất một đóng góp hợp lệ cho CPP. Vào năm 2024, số tiền CPP hàng tháng tối đa mà bạn có thể nhận được nếu bắt đầu hưởng lương hưu ở tuổi 65 là 1.364 đô la 60 cent. Số tiền bạn sẽ nhận được tối đa hàng tháng này tùy thuộc vào tình trạng của bạn, bao gồm độ tuổi bạn bắt đầu hưởng lương hưu. Bạn đã đóng góp bao nhiêu và trong bao lâu cho CPP, cũng như là thu nhập trung bình của bạn trong suốt cuộc đời làm việc của bạn. Ngày thanh toán CPP tháng này là thứ ba, ngày 27 tháng 2 năm 2024. Tiếp theo là an sinh tuổi già, lương hưu an sinh tuổi già, Old Age Security, gọi tắt là OAS, là khoản thanh toán hàng tháng mà bạn có thể nhận được nếu bạn từ 65 tuổi trở lên và đã sinh sống tại Canada ít nhất 10 năm. Service Canada thường có thể tự động đăng ký cho bạn hưởng lương hưu OAS hay còn được gọi là tiền già OAS nếu có đủ thông tin. Bạn sẽ được thông báo nếu bạn được đăng ký tự động. Nhưng nếu bạn không nhận được thư về trợ cấp OAS vào tháng mà sau khi bạn tròn 64 tuổi, thì bạn có thể phải cần tự động nộp đơn xin trợ cấp OAS. Bạn có thể nhận được OAS ngay cả khi bạn chưa từng làm việc một ngày nào tại Canada hoặc là vẫn đang làm việc số tiền thanh toán hàng tháng tối đa là 713 đô la 34 sen cho người từ 65 đến 74 tuổi và sẽ nhận được 784 đô la 67 sen cho người từ 75 tuổi trở lên ngày thanh toán OAS là thứ ba ngày 27 tháng 2 năm 2024 một khoản tiền khác đó là trợ cấp trẻ em Canada nếu bạn là cha mẹ trợ cấp trẻ em Canada tức là Canada Child Benefit gọi tắt là CCP là khoản thanh toán hàng tháng miễn thuế để giúp trang trải chi phí nuôi dạy trẻ em dưới 18 tuổi. Khoản thanh toán phúc lợi trẻ em Canada tối đa là 619 đô la 75 sen mỗi một tháng cho mỗi trẻ em dưới 6 tuổi và 522 đô la 91 sen mỗi một tháng cho mỗi trẻ em từ 6 đến 17 tuổi. Bạn nhận được số tiền tối đa cho mỗi đứa trẻ nếu thu nhập rồng đã điều chỉnh của gia đình bạn dưới 34.863 đô la. Vì vậy, bạn có thể nhận được hàng trăm đô la từ tiền trợ cấp trong tháng này các khoản thanh toán bắt đầu giảm dần khi thu nhập sòng đã điều chỉnh của gia đình bạn lớn hơn 34.863 đô la. Ngày thanh toán cho phúc lợi trẻ em CCB là thứ ba ngày 20 tháng 2 năm 2024. Tuy nhiên, nếu tổng số tiền trợ cấp của bạn trong năm mà ít hơn 240 đô la, thì bạn sẽ không nhận được khoản thanh toán hàng tháng, mà thay vào đó thì bạn sẽ nhận được khoản thanh toán một lần vào ngày thanh toán tháng 7. Phúc lợi tiếp theo là lương hưu tàn tật của cựu chiến binh Trợ cấp tàn tật của cựu chiến binh Canada là khoản thanh toán tài chính, miễn thuế để hỗ trợ phúc lợi cho cựu chiến binh. Số tiền bạn nhận được tùy thuộc vào mức độ mà tình trạng của bạn có liên quan đến dịch vụ của bạn và mức độ nghiêm trọng của tình trạng đó, bao gồm cả ảnh hưởng của nó đến chất lượng cuộc sống của bạn. Mức lương hưu khuyết tật hàng tháng của bạn có thể nhận được là 3.357 đô la 30 cent, hay là 2.685 đô la 84 cent, hay là 1.846 đô la 52 cent, hay 1 đô la 19 cent và ngay cả chỉ có 167 đô la 87 cent tùy thuộc vào hạng class của bạn. Nếu bạn có vợ hay chồng và con cái, số tiền bổ sung cũng sẽ được trả hàng tháng từ 41 đô la 97 cent cho đến 839 đô la 33 cent cho vợ hay chồng và 12 đô la 59 cent đến 436 đô la 45 cent cho con cái. Ngày thanh toán lương hưu tàn tật cho cựu chiến binh là thứ tư ngày 28 tháng 2 năm 2024. Ngoài ra còn có hai khoản trợ cấp cấp tỉnh bang do các tỉnh quy định và tài trợ nhưng do cơ quan thuế vụ Canada quản lý cũng sẽ được chi trả trong tháng này. Đó là phúc lợi Trulium Ontario là khoản thanh toán kết hợp giữa tín dụng thuế tài sản tức là property tax và năng lượng Ontario. Tín dụng năng lượng Bắc Ontario và tín dụng thuế bán hàng HSD GSC Ontario và ngày thanh toán phúc lợi này là thứ sáu ngày 9 tháng 2 năm 2024. Sau đó thì trợ cấp gia đình và trẻ em Alberta, số tiền miễn thuế trả cho các gia đình có con dưới 18 tuổi sẽ được tách riêng khỏi khoản thanh toán của phúc lợi trẻ em CCB vào tháng 2 và ngày thanh toán là thứ ba ngày 27 tháng 2 năm 2024. Bạn có thể nhận được 117 đô la 50 cent mỗi tháng cho đứa con đầu lòng của mình và 58 đô la 75 cent mỗi một tháng cho bất kỳ đứa con nào mà bạn có thêm. Một thay đổi sâu rộng của tỉnh bang Alberta. Tỉnh bang này sẽ có luật về chính sách giới tính đối với trẻ em và thanh thiếu niên vào mùa thu này. Thủ hiến Alberta bà Daniel Smith cho biết, chính phủ của bà sẽ đưa ra luật vào mùa thu này để hỗ trợ những thay đổi chính sách đã được lên kế hoạch ảnh hưởng đến thanh thiếu niên và người lớn chuyển giới và không phân biệt giới tính. Trong một đoạn video dài 7 phút được đăng lên mạng xã hội, bà Smith thông báo rằng chính phủ Đảng bảo thủ thống nhất của bà sẽ thực hiện một loạt chính sách và hướng dẫn mới liên quan đến thanh niên chuyển giới cũng như là trẻ em và thanh thiếu niên khác. Một số biện pháp được đề xuất đó là cấm phẫu thuật chuyển giới trên và dưới đối với trẻ vị thành niên từ 17 tuổi trở xuống, thuốc ngăn chặn tuổi dậy thì và liệu pháp hormone để khẳng định giới tính sẽ không được phép sử dụng cho trẻ em từ 15 tuổi trở xuống. Thanh thiếu niên ở độ tuổi 16 và 17 sẽ được phép bắt đầu liệu pháp hormone để khẳng định giới tính, miễn là họ được coi là đủ trưởng thành và được sự chấp thuận của cha mẹ, bác sĩ và nhà tâm lý học. Nhà trường cần phải có sự đồng ý và thông báo của phụ huynh để thay đổi tên hoặc là đại từ của bất kỳ trẻ em nào dưới 15 tuổi. Học sinh 16 hoặc 17 tuổi thì sẽ không cần xin phép nhưng nhà trường phải báo cho phụ huynh biết trước. Phụ huynh sẽ phải đồng ý cho con mình mỗi khi giáo viên dự định dạy về bản dạng giới xu hướng tính dục hoặc là tình dục luật pháp elbora hiện tại yêu cầu phụ huynh phải được thông báo và cho họ quyền lựa chọn không cho học sinh tham gia tất cả tài liệu giảng dạy của bên thứ ba về bản dạng giới khuynh hướng tình dục hoặc là tình dục sẽ phải được bộ giáo dục phê duyệt trước phụ nữ chuyển giới sẽ bị cấm thi đấu ở các giải thể thao dành cho phụ nữ bà smith cho biết là chính phủ sẽ làm việc với các liên đoàn để thành lập các bộ phận thể thao chung hoặc là trung lập về giới tính. Những loại phẫu thuật mà bà Smith hứa sẽ cấm hiếm khi được áp dụng cho trẻ em ở Canada. Các đề xuất này đi xa hơn các chính sách mà được đưa ra vào năm ngoái ở cả tỉnh bang Saskatchewan và New Brunswick. Chính phủ của đảng Saskatchewan đã thông qua dự luật về quyền của phụ huynh, trong đó cần có sự đồng ý của phụ huynh hoặc là người giám hộ khi học sinh yêu cầu sử dụng tên ưa thích, nhận dạng giới tính và hoặc biểu hiện giới tính tại trường. Những thay đổi gần đây của tỉnh bang New Brunswick trong chính sách có nghĩa là giáo viên không còn bắt buộc phải sử dụng đại từ hoặc là tên ưa thích của học sinh chuyển giới hoặc không thuộc hệ nhị phân dưới 16 tuổi. Khi được hỏi là liệu Alberta có sử dụng điều khoản Notwithstanding Clause, nghĩa là bất chấp điều khoản, như chính phủ Saskatchewan đã làm để phá vỡ các phần của hiến chương về quyền và tự do hay không, và Smith hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. các chính sách thay đổi sâu rộng mới được Thủ hiến Alberta Daniel Smith thông báo đã gặp phải phản ứng từ chính phủ liên bang. Bộ trưởng Tư pháp liên bang Arif Verani cho biết ông hết sức dài dạt về một loạt biện pháp mà Thủ hiến Alberta Daniel Smith sắp đưa ra nhằm hạn chế khả năng tiếp cận một số dịch vụ y tế dành cho người chuyển giới, dành cho trẻ em và cấm những người đa dạng giới tính tham gia một số sự kiện thể thao. Phát biểu với các phóng viên trên đồi quốc hội, ông Verani cho biết các biện pháp mà bà smith đã hứa sẽ nhắm mục tiêu và bôi xấu trẻ em chuyển giới bộ trưởng khu vực toronto cho biết tôi có những lo ngại đáng kể về điều đó tôi nghĩ là việc nhắm mục tiêu vào một nhóm thiểu số nhỏ đó vì một số lý do chính trị như có vẻ là thủ hiến đang làm sẽ không phù hợp với chức vụ của bà ấy khi được hỏi liệu ông có ý định theo đuổi thách thức pháp lý hay không ông verani chỉ ra rằng tỉnh alberta vẫn chưa ban hành các biện pháp mới công bố Bộ trưởng Y tế ông Mark Holland thì cho biết ông vô cùng lo lắng trước kế hoạch của tỉnh bang Alberta, điều mà theo ông sẽ khiến cho trẻ em gặp nguy hiểm. Ông Holland cũng cáo buộc hành động của bà Smith là cực kỳ nguy hiểm và cáo buộc bà chơi trò chơi chính trị với mạng sống của trẻ em. Bộ trưởng Phụ nữ và Bình đẳng giới Marcy In gọi các biện pháp của tỉnh bang Alberta là đáng trách. Người phát ngôn của lãnh đạo đảng bảo thủ ông Pell Poliev cho biết đảng không có bình luận gì về những gì bà Smith đang làm ở tỉnh bang Alberta. Nhóm LGBTQ hứa sẽ có hành động pháp lý. Eagle Canada và Stepping Stone Foundation là hai nhóm LGBTQ đã đưa ra tuyên bố chung cam kết sẽ hành động pháp lý nếu các chính sách này được ban hành. Cuộc khủng hoảng nhà ở của tỉnh bang Quebec ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Theo một báo cáo mới của Tập đoàn Nhà ở và Thế chấp Canada CMHC, Tỷ lệ nhà cho thuê còn trống ở tỉnh bang Quebec đang ở mức thấp nhất trong 20 năm. Tại Montreal, tỷ lệ nhà trống vào tháng 1 năm 2024 ở mức 1,5%, giảm từ 2% vào năm 2022. Theo CMHC, thị trường cho thuê được coi là cân bằng khi tỷ lệ trống đạt mức 3%. Nhưng hiện tượng này không chỉ giới hạn ở các thành phố. Tỷ lệ nhà trống trên toàn tỉnh là 1,3%, đều chưa từng thấy kể từ năm 2003. Vì vậy, sức ép đang được cảm nhận ở mọi khu vực. Trong khi đó, giá thuê đang tiếp tục gia tăng, người thuê nhà đang phải đối mặt với những mức tăng tiền thuê nhà lớn nhất trong 30 năm. CMHC báo cáo rằng, giá thuê nhà ở Montreal đã tăng trung bình 7,7%, con số đó lên tới 10% đối với những căn hộ có người thuê mới. Ông Kevin Hughes, là phó nhà kinh tế trưởng của CMHC cho biết, thị trường vẫn còn thắt chặt ở thành phố Montreal và giá thuê cũng đang tăng đáng kể mặc dù Montreal có nguồn cung cho thuê lớn nhất cả nước. Cuộc khủng hoảng có thể được thúc đẩy bởi tình trạng nhập cư, những người trẻ tuổi bắt đầu tham gia vào thị trường thuê nhà, những người lớn tuổi thì đang tìm cách thu hẹp quy mô và các vấn đề về khả năng chi trả nhà ở. Tại Quebec City, tỷ lệ nhà còn trống cho thuê là 0,9%, mức thấp nhất trong 15 năm và giá thuê tăng 4,8% trong một năm. Cùng với tình trạng đình trệ trong công trình xây dựng mới, những người ủng hộ quyền lợi của người thuê nhà cho rằng đây là cơn bão hoàn hảo. Một năm khó tìm được chỗ ở. Vào năm ngoái, có báo cáo cho rằng số người vô gia cư ở tỉnh bang Quebec gần như là tăng gấp đôi trong 4 năm. Báo cáo chỉ ra sự thiếu hụt nhà ở giá rẻ là một lý do cho sự gia tăng này. Bộ trưởng nhà ở đổ lỗi cho vấn đề về nhập cư. Trong một tuyên bố, Justin Vecina, người phát ngôn của Bộ trưởng tỉnh bang chịu trách nhiệm về nhà ở, đã đổ lỗi cho vấn đề về nhập cư và xin tị nạn. Bà nói, chúng ta phải ngăn chặn dòng người di cư ở Montreal và phân phối họ tốt hơn. Bà Vincina cũng cho biết, dự luật mới nhất của tỉnh bang Quebec về cải cách nhà ở, được gọi là dự luật 31, bao gồm các điều khoản sẽ tăng cung cấp nhà ở. Dự luật 31 đang được Quốc hội nghiên cứu và vấp phải sự phản đối từ cả người thuê nhà và chủ nhà. Người thuê nhà lo lắng rằng việc chấm dứt chuyển nhượng hợp đồng thuê sẽ tước đi một trong những công cụ duy nhất của họ là để giữ lại giá thuê ở mức thấp, trong khi chủ nhà lại hoan nghênh sự thay đổi này. Trong khi đó thì chủ nhà không hài lòng khi họ có thể phải trả cho những người thuê nhà bị đuổi, số tiền thuê nhà và chi phí di chuyển lên tới 2 năm. Hai đứa trẻ trong chiếc xe bị đánh cấp được tìm thấy an toàn ở thành phố Toronto. Cảnh sát Toronto cho biết Hai trẻ em đã được tìm thấy an toàn trong chiếc xe hơi bị đánh cắp ở Toronto. Hai đứa trẻ ở độ tuổi teens được cho là những kẻ trộm chiếc xe hơi đã bị bắt. Vào thời điểm xảy ra vụ trộm, mẹ của hai đứa trẻ đang chất hàng tạp hóa vào xe. Khi cô quay lưng lại, hai cậu thiếu niên 13 và 16 tuổi đã lên xe và lái nó đi cùng với hai đứa con của cô ở bên trong. Chiếc xe bị đánh cắp ở khu vực Western Road và Lawrence Avenue West ngay trước 3 giờ 40 chiều thứ năm hôm qua một sĩ quan đã đến hiện trường, phát hiện chiếc xe ở gần đó và kịp dừng nó lại. Cảnh sát cho biết cả hai nghi phạm tuổi teens đã rời khỏi xe để chạy trốn nhưng đã bị bắt giữ. Một trong những đứa trẻ trên chiếc xe bị trộm đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương được cho là nhẹ. Ba người được phát hiện đã tử vong tại nhà ở Richmond Hill. Cảnh sát khu vực vùng York cho biết các nhà điều tra vụ án giết người đang có mặt tại hiện trường tại một ngôi nhà ở Richmond Hill sau khi ba người được tìm thấy đã chết ở trong đó vào chiều thứ năm hôm qua. Cảnh sát đã được gọi đến ngôi nhà trên đường Mackay Drive gần Young Street và Carville Road. Vào khoảng 4 giờ 15 chiều thứ năm, cảnh sát cho biết họ đã có mặt tại một nơi cư trú ở Richmond Hill để kiểm tra tình trạng sức khỏe của những người cư ngụ ở đó. Khi đến nơi thì các sĩ quan đã phát hiện ra các thi thể. Các nhà điều tra không tin rằng có bất kỳ mối đe dọa nào đối với an toàn công cộng. Cảnh sát chưa cung cấp tuổi của người quá cố cũng như là không bình luận về bất kỳ mối quan hệ nào giữa họ. Cảnh sát đã phong tỏa ngôi nhà khi họ tiếp tục điều tra. Bất cứ ai có thông tin, chưa nói chuyện với các nhà điều tra, được khuyên là ra trình báo. Thưa quý vị, xin hãy lưu ý, trong bản tin sau đây cho chúng ta biết là một khách hàng của ngân hàng Royal Bank, RBC đã mất 10.000 đô la sau khi trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo hối phiếu ngân hàng, tức là bank draft. Mark Milburn trước đây đã sử dụng hối phiếu ngân hàng, tức là bank draft, như một hình thức thanh toán được bảo đảm an toàn, nhưng cho biết là ông sẽ cảnh giác khi sử dụng chúng trong tương lai sau khi trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo. Vào đầu tháng 1, cư dân ở Vancouver này đã bán một chiếc đồng hồ xa xỉ trị giá 10.000 đô la trên Facebook Marketplace. Milburn nói rằng anh đã sử dụng nền tảng mạng xã hội này nhiều lần mà không gặp vấn đề gì. Sau đó, một người mua quan tâm đã liên lạc với Milburn trên nền tảng mạng xã hội và đồng ý mua chiếc đồng hồ. Milburn cho biết, cô ấy đã đề nghị gặp nhau tại đồn cảnh sát hoặc tại ngân hàng phát hành và muốn sử dụng hối phiếu ngân hàng. Cả người mua và Milburn đều đồng ý hoàn tất việc mua bán bên ngoài nhà của Milburn. Người mua đã cử chồng chưa cưới của cô đến nhận chiếc đồng hồ thay mặt cho cô. Vào ngày bán thì Milburn cho biết một người đàn ông đã đến nhà anh ta và đưa cho anh một tờ hối phiếu ngân hàng mọi việc đều hoàn hảo tôi đã xử lý các hối phiếu ngân hàng và việc này thật hoàn hảo Milburn nói tuy nhiên để chắc chắn và trước khi bán chiếc đồng hồ Milburn đã đích thân đến ngân hàng Royal Bank nơi anh ta là khách hàng yêu cầu nhân viên giao dịch kiểm tra tính xác thực của hối phiếu ngân hàng này Milburn cho biết là nhân viên giao dịch của RBC đã bảo đảm với anh ta rằng hối phiếu là hợp lệ Milburn kể rằng sau đó người nhân viên giao dịch đã hỏi, liệu anh ta có muốn clear số tiền đó hay không, nghĩa là có liền số tiền vô tài khoản mà không bị giữ tức là không bị hold uh, ban trap lại như thông thường. Và Milburn đã đồng ý ngay. Và sau đó thì người nhân viên đã lấy ra, lấy ban trap và nói chuyện với người quản lý. Người quản lý đã cho thanh toán số tiền tức là deposit liền số tiền vào thời điểm đó mà không có câu hỏi nào được đặt ra cho Milburn. Lúc này thì Milburn đã giao chiếc đồng hồ cho người mua. Bốn ngày sau, Milburn mới có một phát hiện gây sốc trong tài khoản ngân hàng Royal Bank của cá nhân của anh ta. Tài khoản cho thấy là anh ta đang nợ 10.000 đô la. Không ai gọi cho tôi, gửi email cho tôi, gọi điện cho tôi hay không gì cả. Chỉ có ghi rằng là mặt hàng đã được trả lại mà không được thanh toán, Milburn nói. Ngay lập tức, Milburn cho biết anh ta đã đích thân quay lại chi nhánh Royal Bank đó, nhưng anh ta đã nhận được rất ít câu trả lời. Anh cho biết là người nhân viên của Royal Bank đã hướng dẫn anh ta băng qua đường, tới ngân hàng TD Bank là ngân hàng mà đã phát hành chiếc hối phiếu Bank draft Khi giám đốc TD kiểm tra hối phiếu, Milburn mới được cho biết đó là bản kê giả mạo. Một chuyên gia an ninh mạng là Claudio Popa cho biết, ngành ngân hàng ở Canada có văn hóa là không chia sẻ thông tin. Popa, người đồng sáng lập tổ chức an ninh mạng Knowledge Flow, phi lợi nhuận cho rằng chưa có thông tin nào tới công chúng về gian lận hối phiếu ngân hàng nhưng không may là điều đó cũng xảy ra với các loại gian lận khác mà mọi người cho rằng vốn đã an toàn. Milburn cho biết anh vẫn phải trả 10.000 đô la. Anh ấy nói rằng anh ấy tiếp tục nhận được rất ít sự giúp đỡ từ ngân hàng ABC về trường hợp của mình. TD Bank thì không trả lời các câu hỏi liên quan đến hối phiếu ngân hàng và làm thế nào số hối phiếu được lưu hành. Nhưng họ cho biết hối phiếu ngân hàng được xác thực sau khi chúng được ký gửi, tức là deposit vào và xử lý bởi ngân hàng mà đã phát hành tờ hối phiếu Bank Draft và có thể được trả lại nếu bị phát hiện là giả mạo. Và lời khuyên cho những trường hợp như vậy đó là nếu bạn chấp nhận hối phiếu ngân hàng dưới dạng thanh toán, bạn nên đợi cho đến khi hối phiếu được xác thực và số tiền đã được xác nhận trước khi hoàn tất giao dịch mua bán. Hơn 1.000 chiếc xe Tesla đã bị thu hồi ở Canada. Tesla đã ban hành lệnh thu hồi hơn 1.000 chiếc xe của hãng này tại Canada do vấn đề có thể khiến cho hệ thống camera quan sát phía sau gặp trục trặc và không hiển thị bình thường. Công ty xe điện cho biết vấn đề xảy ra ở phần mềm của 1.172 mẫu xe năm 2023, mẫu xe S, X và Y, và họ đã phát hành bản cập nhật để khắc phục trục trặc. Lệnh thu hồi được đưa ra vì quy định của Canada yêu cầu hiển thị hình ảnh phía sau khi xe chuyển số lùi, tức là khi reverse. Vì thu hồi này chỉ ảnh hưởng đến những phương tiện được trang bị đầy đủ máy tính tự lái phiên bản 4 và chạy phiên bản phát hành phần mềm từ 2023 44 30 đến 2023 44 30.6 hoặc 2023 44 100. Người phát ngôn của Bộ Giao thông Vận tải Canada khuyên tất cả các chủ phương tiện đăng ký xe của họ với nhà sản xuất để bảo đảm họ được thông báo khi ban hành lệnh thu hồi và được sửa chữa càng sớm càng tốt. Nếu chiếc Tesla của bạn bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi, bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Nếu xe của bạn đang chạy phiên bản phần mềm 2023.44.30.7 hoặc phiên bản mới hơn thì không cần thực hiện hành động nào. Để xác định xem chiếc Tesla của bạn có bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi này hay không, bạn có thể kiểm tra trang web của nhà sản xuất tại service.tesla.com, lên menu và chọn VIN Recall Search. Triệu hồi xe Mazda, Hyundai, Winnebago và những gì cần biết. Mazda, Hyundai và Winnebago đã ban hành lệnh thu hồi một số xe của họ. Đây là đợt thu hồi mới nhất ở Canada sau khi hãng Toyota đăng thông báo không được lái xe tới khoảng 7.300 chủ xe của hãng tại Canada do lỗi túi khí có thể gây ra tử vong. Theo một thông báo từ Bộ Giao thông Vận tải Canada, lệnh thu hồi của Hyundai liên quan đến các xe từ năm 2011 đến 2015 đã được ban hành vào đầu tuần này. Do có khả năng dầu phanh thắng có thể rò rỉ vào module điều khiển của hệ thống ABS và khiến nó bị đoạn mạch. Đoạn mạch có thể gây ra nguy cơ hỏa hoạn ngay cả khi xe đang đậu và tắt máy. Bộ Giao thông Vận tải Canada cho biết Hyundai sẽ thông báo cho chủ sở hữu qua thư để biết liệu họ có nên mang xe đến đại lý để thay cầu trì cho module ABS hay không. Hãng Hyundai khuyên khách hàng nên đậu xe ngoài trời và tránh xa các phương tiện hoặc công trình khác cho đến khi là quá trình thu hồi để sửa chữa hoàn tất. Trong khi đó, Mazda triệu hồi các mẫu xe hatchback Mazda 3 và CX-3 từ năm 2014 đến năm 2021. Do trục trặc ở đầu nối camera chiếu hậu có thể khiến cho hình ảnh camera chiếu hậu bị méo hoặc là nhấp nháy. Mazda sẽ thông báo cho chủ sở hữu qua thư và khuyên khách hàng nên đưa xe đến đại lý để kiểm tra camera chiếu hậu và dán siêu cho bộ dây điện. Đại lý sẽ thay thế camera chiếu hậu nếu cần thiết. Thông báo thu hồi của Hyundai được công bố lần đầu vào tháng 9 năm 2023, trong khi thông báo thu hồi của Mazda được công bố lần đầu vào tháng 7 năm 2023. Và cuối cùng là hãng Winnebago. Hãng này đã thu hồi mẫu Access Trailer năm 2024 do công tác giải cứu khẩn cấp không được kết nối đúng cách trên một số chiếc xe trailer. Điều này có thể có nghĩa là phanh thắng của chiếc trailer có thể không tự động hoạt động nếu trailer tách ra khỏi phương tiện kéo, tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Winnebago sẽ thông báo cho chủ sở hữu qua thư và khuyên khách hàng nên mang xe trailer của mình đến đại lý để nối lại công tắc ngắt xe trailer. Đợt thu hồi đã diễn ra gần một thập kỷ trước, nhưng một số chủ xe vẫn chưa sửa chữa xe của mình. UVic và Bombardier hợp tác để cải tiến máy bay jet nhằm giúp cho ngành hàng không phản lực bền vững hơn. Thiết kế của một phương tiện bay thử nghiệm tại Trung tâm Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ của Đại học Victoria, được gọi tắt là UVic, ở Bắc Saanich, đang tìm cách thay đổi bộ mặt của ngành hàng không phản lực thương mại trên toàn thế giới. Afzal Suleiman, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, cho biết các đặc điểm thiết kế chính đang tìm cách giảm 50% lượng khí thải của máy bay sự khác biệt khiến cho thiết kế máy bay phản lực jet khác biệt so với những thiết kế khác là sự chuyển tiếp suôn sẻ giữa thân và cánh máy bay. Về cơ bản điều đó làm giảm lực cản, ông Solomon nói, nghĩa là máy bay đốt ít nhiên liệu hơn, nó được sản xuất từ những vật liệu giúp giảm trọng lượng. Các động cơ đã được cải tiến để tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn và trong nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn trong máy bay, những động cơ này được đặt phía trên thân máy bay. Công ty đứng sau dự án nghiên cứu này là Bombardier có trụ sở tại Montreal và đã hoạt động được 15 năm. Hiện có khoảng 5.000 máy bay jet Bombardier đang được sử dụng trên khắp thế giới. 10 năm trước, công ty Canada này đã hợp tác với trường đại học. Dự án hiện đang ở giai đoạn thứ hai. Vào năm 2022, một chiếc máy bay thử nghiệm điều khiển từ xa dài 19 feet đã cất cánh thành công. Sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị, mở phiên giao dịch vào sáng nay thì đồng đô la Canada đang đứng ở mức 0,7460 đô la Mỹ và bằng 0,6877 đồng euro. Một đô la Canada tương đương 18.196 đồng Việt Nam, một đô la Mỹ tương đương 24.342 đồng Việt Nam. Giá vàng đang đứng ở mức 2.055,71 đô la Mỹ một ounce, tương đương 2.750 đô la Canada Vừa rồi là những tin tức Canada nổi bật trong ngày. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi cũng kính mời quý vị tiếp tục đón theo dõi phần điểm tin thế giới. Và xin quý vị đừng quên nhấn nút like, subscribe kênh nếu quý vị chưa đăng ký, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về Canada và thế giới. Xin kính chúc quý vị một ngày an lành. Hoàng Anh xin chào tạm biệt và rất mong gặp lại quý vị trong phần điểm tin thế giới.